bước vô thì thấy nó nằm sắp mà nó la quá trời, nó bổ phải la gì đó. Như vậy thì chị có đi đâu á? Gia đình của cô My á gửi cho chị một cái máy để mà xô bóp bấm huyệt, gọi là massage cơ với lại khớp á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Văn thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay quay trở lại thăm em Tú sau một cái thời gian dài. Cũng có khá nhiều cô bác quý anh chị bình luận gọi rằng là hãy cập nhật tình hình của Tú hiện tại sau khi về Cà Mau như thế nào. Hôm nay thì cũng có dịp về lại đây, cũng như là thay mặt cho Mạnh Thường Quân là cô My ở Mỹ gửi cho Tú một cái máy cho mẹ Tú để giúp cho Tú điều trị những cái xương khớp bị chỗ nào mà bị tê nhất cơ cô bác quý anh chị. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị về vào trong đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tú như đến thời điểm hiện tại như thế nào, cũng như là trao phần quà này cho gia đình ha. Dạ, cái hẻm này là cũng quen thuộc đi vào nhà. Chào chị ha. Anh thích đang có đi bán không chị? Vậy hả? Đi hết nổi rồi. Sáng nay chị ăn gì vậy? Sáng nay đúng em ăn gì chị Dư ăn gì vậy? Ừ, Tú ăn cái đó là bánh khọt hả chị? Sức khỏe của Tú sao chị? Nó cũng yếu em rồi. Yếu hả? Ừ. Trời, yếu hơn hả? Nó co quá trời, nó co nó gì? Nó hơn lúc trước hả? Hơn. Ôi trời, sao kỳ vậy? Nó quéo dò, quéo cẳng nó hết trơn vậy. Cơ thể cứng hơn lúc trước không? Tức cứng. Cứng hơn hả? Nó quéo. Ủa sao kỳ vậy ta? Nó dở dò lên nè, nó bỏ xuống không được, là nó khóc không à. Nó dở dò này lên, là dở cao lên vậy, nó cung lên nè, hai tay nó gì đây nè. Và hai dò nó cũng gì đây luôn đó. Nó quéo lại á. Để đi chút tôi buộc đó chứ. Ủa sao ngộ rồi? Làm như em nó ngại nhiều quá. Có nghĩa là càng ngày nó tiến triển càng nặng càng hơn. Càng nặng, đúng không? Càng nặng. Anh cũng vậy luôn. Anh cũng vậy luôn hả? Cũng vậy luôn. Vậy đi không có được, đi không có được. Giờ đi hết được luôn hả? Đi mê nó bây giờ. Không yếu, không đi đâu, mệt dữ quá trời. Không đâu, đừng được. Lúc mình mới điều trị về thì mình khỏe ha. Nó đã đỡ thôi, chứ nó không được khỏe, nó đã đỡ thôi. Nhưng mà bây giờ lại bị nặng. Thấy không bơ, bưng chân không, thấy không có bớt. Thấy em với anh cháu với có em. Có nghĩa là bây giờ sức khỏe nó đi xuống cho nó. Đi xuống, nó không dừng luôn á. Vậy hả? Dạ uống thuốc cũng không dừng. Em là uống thuốc suốt luôn đó, Tú nè. Chị đâu có bỏ ngày nào đâu. Mấy ngày hôm qua, ngày kia chị chở không đi khám bệnh. Rồi đi làm giấy tờ, làm lấy thuốc cho em, lãnh về, lãnh về xã mình nè. Mới đi, chị đi mới đi ngày kia. Mấy nay chị có làm gì không? Chị nghỉ nay 3 bữa rồi. Mua cái tiệm giấy không? Chị làm gì chị? Chị lọc tôm. Đi ra trước lấy kia. Em nghe nói là chị có chạy trên một cái chiếc xe nào chở Tú đi hả? Ừ, xe ba gác ngoài đó đó cưng. Cái xe thùng trước đó, chở đi không đó chứ gì đâu bỏ nhà. Bữa đó bỏ nhà có chút xíu sáng. Đây nè, té xuống đây nè. Nó nằm sắp xuống u ở đầu một cục nữa nè. Tú thì đâu có bỏ một... Không, bỏ mình được. Bữa nó nằm, chị thấy tính nó nằm êm rồi. Ai ngờ nó quéo quá. Nó quéo bỏ giò xuống không được, nó giật văng đất. U ở đầu quá trời luôn, bữa nay chị còn đi đâu rồi, chị đi làm hả? Ừ, giờ buổi sáng đó. Sao kỳ vậy ta? Bên chỗ mồi. Chị mệt quá trời mệt luôn. Nó ẩm nó ra vô đó rồi đi suốt đó. Rồi chị cũng mệt mà nó cũng mệt luôn, lấy giường giấy. Ăn cũng ít luôn nữa. Nãy giờ la làng không à? Nãy giờ la làng không? La làng đó. Cái đầu cũng đau mày biết rồi. Con nhớ không? Còn không? Chi phí còn tiền nhiều không chị? Ít em. Cấp này nó xài tả, xài sữa quá chèn. Tả à? Nữa. Cấp này nó bị tả luôn. Vậy hả? Ừ. Nó không như vậy, nó không còn cảm giác, nó không còn kêu nữa. Mặc tả luôn hả? Tả luôn. Sáng chị cởi ra chút xíu rồi chịu mặc chịu cho nó nữa. Ban đêm là làm tả suốt luôn. Nó quéo gì đó. Chị có cách mặc tả thì nó khỏe thôi. Đúng rồi, để chị. Chị giặt, em ngồi chị giặt quá trời, chị giặt luôn. Mấy bữa trời mưa giặt cơ bằng hết, biết không rồi. Đó. Con bỏ vô xuống đi. Cái gì đó. Nó bỏ xuống không được, cái gì đó. Bây giờ co gì không hả chị? Ừ, nó co gì đó. Qua đây cho cô bánh gì nữa. Nó co đó. Rồi nó muốn vợ bỏ xuống là mình khó lắm, lâu mình mệt. Mình có nhà mình kêu con bỏ xuống. Mà nó cơn dữ lắm, bỏ xuống đi con.
co lên rồi là bỏ xuống không được. Không bỏ xuống đi, bỏ nhẹ nhẹ từ từ xuống. Ừ, 1, 2, 3. Ừ, vậy đó. Nhưng mà thấy cái da mặt nó cũng đỡ nè. Nó đỡ, nó không có xanh nữa. Cái tay bữa nay xanh lên chứ trắng xanh luôn. Không dần, ông xuống dưới nó là ngồi đó. Cái tay bữa nay là trắng xanh luôn á. Ừ, nó gồng á. Nó gồng gân nó nổi lên đó chứ. Gương mặt bữa nay xanh chứ nè. Nên là nó gồng hai con gân nó là xanh luôn rồi. Bự bự không. Mấy nó gồng là mấy con gân là bự luôn á. Đi không, tốt. Ba ngày nay chị nghĩ là chị bệnh thì sao? Bệnh thì mệt quá trời mệt luôn. Vậy hả? Nó ẩm nó đi rồi đây trời mưa nè. Che nó về mình mẩy nó ướt hết trơn. Cái xe hai cái bánh nó đâu có đâu đâu có dè như cái xe của mình đâu. Nó búng lên. Nước ngập lộ đó nó ngập hết trơn. Vậy mình mẩy nó vậy ướt hết trơn. Khổ quá hả? Con và chồng của chị bây giờ bệnh tình nó trở nặng thêm thì trong lòng chị nghĩ có thất vọng nặng dữ không? Không biết thật gì giờ chị không biết nó là sao. Anh thì ông mệt, ông thở dữ trời lắm. Ông đi ra ngoài ngoài đó thôi, ông đi vô là ông thở rồi. Sáng té nhào đầu đen cái đó nè. Không được, thì té rồi. Một lần đâu ít té lắm, giờ té dữ luôn. Sức mồ hôi dữ luôn kìa trời. Sức mồ hôi dữ lắm, bị ông lắc nhiều hơn một lần. Mồ hôi đổ dữ lắm. Mắc cái chứng bệnh gì ngộ ghê, không thể ngồi yên được. Ngon đi rồi mà ăn không có được. Ăn ngồi lại ngồi nó đổ từng sáng đổ tôi đi. Ăn uống không được luôn. Ăn đổ luôn ha. Để lên nó không được. Đông rồi. Ông nghỉ bữa nay bao, ông nghỉ bữa thứ bảy tới giờ. Mình bất nó lúc này mà bệnh cái gì. Ăn uống thôi. Bác sĩ khám ông ấy, bác sĩ nói ông nặng hơn chuyến trước. Ăn uống. Chị tính đưa cho ông đi mà nằm bệnh viện mà ai đâu mà nuôi. Bệnh viện nói chuyện biển là ông đã đỡ. Hôm đó là chuyện biển đây là con trai tới 300 ngàn lắm. Con biển vàng. À, ông nằm bệnh viện đâu ai nuôi ông đâu. Nhà có 3 người mà 2 người bệnh như thế này khổ ghê. Ừ. Chị bỏ lên chiếc xe đó chị đi không đó. Chở nó đi đâu chiếc xe đó không đó em thấy đó. Cái đâu bỏ nó, bỏ chút xíu gì đó. Nó té xuống đó em, rồi nó đâu có ấy đâu. Nó nằm sắp mà nó mổ ở đầu, phải mà chị về chậm chút xíu dám mổ nước sọ luôn lắm mà. Nó mổ lia, mổ lịa, mổ đập xuống. Té xuống đây nằm sắp xuống rồi, mổ cái đầu, mổ cái này, mổ cái này không gì đó. Muốn lật lại, lật luôn. Lật đâu có được, đầu đâu nổi, nó đau quá rồi đó. Cái đầu nó sưng giả mang luôn rồi, bữa nay nó còn rồi nè. Em thấy nè. Nó như một cục cỡ đây nè. Sưng tới đây, sưng tới cái mũi bầm luôn nè. Có nghĩa là điều khiển cơ thể không được á, rồi thành thử là khi mà lật sắp xuống á, đập cái, luôn, cái đầu nó cứ đập xuống, đập hoài, đập hoài luôn vậy đó. Nếu như mà chị phát hiện không kịp là về đổ máu luôn. Đổ máu luôn, chết luôn á, đập sợi nước sọ chết luôn á. Nó đâu có dừng được đâu. Giống như con bữa củi vậy trời. Đúng rồi, nó không có dừng được luôn. Nó bữa hoài tới luôn, chị nghe, chị mới tới đầu đường chị nghe nó la, vừa bữa phải vừa la. Cái chị bước vô thì thấy nó mầm sắp mà nó la quá trời, nó bổ phải la gì đó. Ừ. Nếu vậy thì chị có đi đâu thì chị phải có một cái cây, chị kéo cái cây. Đúng rồi. Có cái cây, sau này nó không cho kéo nữa. Nó không cho kéo. Cái tay chị thấy gì nó nằm im, chị bắt cho tiếng cho nó coi, nhưng mà chị đi chút xíu mà gì đó. Buổi sáng nè. Đặt buổi sáng rồi. Đem lại chỗ làm là để tú ngầu trên xe đẩy luôn hả chị? Không, chị bỏ nhà ngoại. Chị gửi nhà ngoại á. Nhà ngoại dòm dùm. Khổ quá. Dòm dùm mà người này người kia nói lắm, bị bà ngoại dò đau đó. Nói như kiểu bà ngoại dò đau mà cho ngoại chăm nữa. Mà bà ngoại đâu có chăm nó gì đâu, nó bịch tả mà. Chỉ bà ngoại qua lại nó không đòi ăn uống gì đó, cái ngoại đút miếng là thôi vậy đó mà còn bị nói nữa. Nằm nằm ở giờ chả nó nằm đất. Cái nỗi khổ này thì chỉ có mình chị mới hiểu thôi. Đúng rồi, nằm đất. Ở chả là nằm đất luôn, chị chả cho nằm đất. Chỉ có những người mà ở trong cuộc thì mới biết được gần mình như thế nào. Ừ. Nằm đất. Nói người ta chỉ là giúp lời thôi chứ đâu ai mà giúp. Đúng rồi. Người ta nói. Mình sống tốt là được rồi. Nhưng mà tới giờ vậy nó cũng gục gục của ông vậy. Rồi nghĩ là mấy ngày nay gia đình mình sinh sống bằng gì? Thì ở không gì đó em. Sống gì đâu. Cái làm gì có đó ai giúp đỡ chị không gầy không? Không. Ở về đây ít lắm em. Về đây không có, lâu lâu người ta cho chừng chục cái gạo vậy đó. Bây giờ còn gạo gì không? Chỉ còn gạo. Gạo chắc nhiều. Gạo nhiều. Gạo ở trên chảnh còn chị cho chị tới già gian chưa hết nữa. Ừ. Nhà chỉ gạo thôi.
Đâu thì đồ không có mua. Sao? Đồ ăn thì mình mua. Ngày nhiêu chị? Ngày khi mấy chục, khi mười mấy hai chục ngàn thì cũng không chừng nữa. Cha con ăn vô chừng bữa ăn không được nữa. Cách này cha con ăn không được. Chị mua chị bí. Bí nấu đường. À, chuối nấu đường. Chứ mà ăn mấy canh kia thì khó ăn, ăn không có được. Không được. Nấu đường gì đó. Con cái mà đâu bỏ được, phải chăm sóc hoài vậy. Nó bị nóng. Hôm nay thì em tưởng đâu người vẫn ổn định bình thường, bây giờ nghe chị thông tin trở nặng được. Thấy cũng quải hơn. Quải gì quải không chết đâu. Thì giờ định thời gian tới của chị là sao? Chị không biết sao đây, mẹ ngoại giữ không được, chị cũng không biết sao luôn. Nhà biết sao. Bây giờ quay qua đây đi chị. Nói chung là em biết là cuộc sống của chị nó vất vả mà lại phải nói là vô cùng khó khăn luôn á. Khi mà phải có một cái gánh nặng thì không còn ai là người lao động chính trụ cột của gia đình hết á. Nên là nữ là cũng thông cảm với chị, gia đình của chị nha mọi người. Cô bác của anh chị có về mà ngay tại hộ phòng số 20 á, ngay tại xã Tắc Văn thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, có thể ủng hộ cho chị một chút hẹn kim. Và Bùi Hồ sẽ để cái phần bình luận, cái số điện thoại của chị dứa ở dưới. Thì cô bác của chị có thể liên hệ trực tiếp để mà ủng hộ cho chị thông qua số tài khoản của chị, liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của chị rồi liên hệ. Rồi chị sẽ gửi số tài khoản để cô bác của chị có thể ủng hộ ha. Thì Bùi Hồ cũng khá là xa, với Đạt thì cũng hai anh em cũng khá là xa để mà xuống đây. Ngày hôm nay có dịp về là Cà Mau thì em thay mặt cho gia đình của cô Bi á, gửi cho chị một cái máy để mà xô bóp bấm huyệt, gọi là massage cơ với lại khớp á. Thì tại vì đây là một cái máy cô gửi về từ bên Mỹ và cô gửi nguyên vẹn hết. Tuy nhiên cô nói với em là em phải sử dụng trước để em biết cách sử dụng, để em chia sẻ lại cái cách sử dụng này với chị. Tại vì cô là chị, cô gửi cho chị cái máy này là máy mới chứ không phải máy cũ nha chị. Thì em có sử dụng, bây giờ em sẽ hướng dẫn lại cho chị ha. Cái máy này gửi trực tiếp từ bên Mỹ về nha chị. Cái máy này nó nhỏ gọn thôi. Và cái máy này khi mà hết pin á thì chị sẽ sạc bằng pin giống như điện thoại. Giống điện thoại ha. À chị cắm vô đây là chị sạc nè. Hết pin là chị cắm vô đây là chị sạc. Cái này là chị biết rồi đúng không? Rồi. Ở trong đây nó có hai cái cổng. Đây có hai cái cổng. Cổng A và cổng B. Đó, khi mình sử dụng á thì mình sẽ bật cái công tắc này lên nè. Công tắc có ngắn này nè. Đó. Mình kéo qua. Đó. Và khi mà kéo qua xong á, cái máy này không biết còn pin đâu. Đây. Đây còn pin nè. Chị thấy không? Kéo qua thì nó sẽ sáng như thế này nè mọi người. Để cô bác của anh chị thấy không? Kéo qua là nó sáng như thế này. Và chị sẽ găm 1 giây thôi. 1 giây cũng được, 2 giây cũng được, nhưng mà em nghĩ là chị găm 1 giây thôi. Chị sẽ găm lên một cái đầu này hoặc là cái đầu này. Có nghĩa là đầu A đầu B á, chị hiểu không? Chị găm vô đây. Rồi sau đó là đây là cái miếng. Nó có ở đây, nó có hai cọng dây nha chị. Nó giống nhau. Nhưng mà mình sử dụng hết cọng này tới cọng kia. Nha. Và cái này nè, mình gỡ ra được nè. Cái cọng của nó là cái gì? Chị thấy không? Sau đó mình sẽ cắm vô đây. Cái này mình sẽ cắm vô đây. Được chưa? Rồi ở đây cái miếng này là cái miếng gọi là cái miếng dán á chị. Thì cái miếng dán này nó có rất là nhiều ở trong này nữa nè. Đó, chị thấy không? Thì chị có thể sử dụng hết miếng này tới miếng này. Miếng dán khi mà ngưng sử dụng thì chị sẽ dán vô đây. Hiểu không? Hiểu không? Ngưng sử dụng thì chị sẽ dán vô đây, đừng cho nó giữ, nó không có dính nữa. Chị hiểu không? Cái miếng này cũng vậy, ngưng sử dụng mình mở máy ra, mình gỡ ra, mình dán vào người mình. Dạ đúng rồi, mở gỡ ra. Cái dán vào người mình. Dán vô những cái chỗ nào đau nhất. Chị hiểu không? Bây giờ chị có cái chân hay cái tay của chị em đây. Ví dụ như là không được dán ở ngực. Đúng rồi. Tại vì nó liên quan đến tim nha, không được dán ở bụng luôn. Chị dán lưng nè, cổ, dán vai, cái ngực mình ha. Rồi tay, ví dụ như tú nhất chỗ này chẳng hạn ha. Ví dụ như một chỗ nào đó hay là bên này chẳng hạn. Rồi sau đó thì chị sẽ bấm cái chữ E nè. Cái chữ T nè, thấy không? Đó, cái chữ T là cái chữ chọn này chị thấy không? Đó. Đó, M, cái chữ M là cái chữ di chuyển qua lại. Ở đây nó có 9 chế độ. Có 9 chế độ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Cái chữ M là chỉ di chuyển qua lại nè. Gồm có chế độ xô bóp, bấm đấm bóp, rồi châm cứu, bấm huyệt gì rất là nhiều ở đây nè cô bác anh chị. Cái máy này cũng rất tiện lợi và Bùi Hồ sử dụng nữ thấy nó rất là hay.
Bây giờ em chọn cái chế độ cho nó đấm bóp cho chị ha. À. Là số 3 này em chọn qua đến số 3. À. Là chữ M là chọn nha. Sau đó chị sẽ bấm chữ T. Đó. Rồi. Rồi sau đó chị bấm dấu cộng dấu trừ là cho nó lớn nhỏ. Ừ. Chị hiểu không? Ừ. Bây giờ nó giật nó có chưa, rung chưa? Chưa rung thì chị sẽ bấm ở dưới này. Tại vì mình găm cổng này là cổng A, cổng B gì đó. À. Thì mình sẽ bấm này qua. Bấm dưới này. Rồi bây giờ bấm cho lên. Rung chưa? Chưa đúng không? Vậy là cái nút này kéo vậy nè. Không. Đó, tăng tăng rồi đó. Tăng chưa? Tăng rồi. Đó, nó không rung thì chị bấm chuyển qua chuyển lại cái này thôi. Ừ, hiểu không? Nó rất là mạnh luôn nha. Ừ, đúng rồi, nó tăng tăng. Nó giật rất là mạnh nha chị. Đúng rồi. Nè cái chân khớp của chị nè, đây nè. Ừ. Đây là em đang ghim chỗ này là chỗ cổng cổng A. Ở bên đây là cổng A. Ừ. Hiểu không? Thì cổng A giật mạnh dữ rồi. Mạnh dữ không? Mạnh dữ hay ít lại. À, bây giờ nè mạnh dữ hơn nè. Chị không nổi luôn á. Chị không nổi đâu, ít lại. Đúng không? Đó. Chịu nổi đúng không chị? Nó nành nữ là chị hỏi Tú là con có chịu nổi hay không nha. Ừ. Dán ở tay hoặc là ở vai hoặc là ở chân, ở khớp, ở lưng gì đó nha. Đó. Chị muốn sử dụng 2 dây cũng được nữa, ghim dây nữa vô đây cũng được. À. Nhưng mà nó nhẹ hơn à. Nên em khuyến khích chị là 1 dây thôi. À. Cái này là cổng A thì chị chừng nữa là cái này là chọn di chuyển chọn nè chị biết không? Đó. À. Số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 nè. À. Nó có nhiều rất là nhiều số, sau đó chọn xong cái bấm chữ T, chọn cái nào bấm chữ T một cái. Cái chị muốn nó nhỏ thì nhỏ, muốn nó lớn nữa nè, nó lên nè, A nè, nó thấy không? Lên từ từ. Thấy không? Đúng rồi. Mạnh không? Mạnh. Chịu không nổi luôn hả chị? Ừ, tăng dữ lắm. Nó như hơn trăm cú luôn á. Cái này đúng rất mình. Tốt cho những người mà lớn tuổi. Đây là cô My ở Mỹ gửi, trực tiếp từ Mỹ gửi về. Cái máy này cũng đắt tiền lắm, mặc dù nó nhỏ vậy nhưng mà nó rất là đắt tiền. Rồi, đây còn những cái miếng này nữa ha. Thì cái miếng này là dán ở những cái khi nào ấy đó chị thay. Em tăng bớt thôi. Giảm bớt đúng không? nó tăng dữ lắm. Nó ấy đúng không? Ừ. Đầu dán cho anh thấp thử rồi. Cái này là thường là mỗi người một miếng, mỗi người sử dụng cái. Bây giờ anh nhất chỗ nào? Vai ha. Nhưng mà mình trước khi dán cái chỗ vị trí mình dán mình phải lau khô cho nó. Đúng rồi, lau khô nha chị. À. Ướt là nó sẽ không dính miếng đó nữa. Dính, nó dính, nó vẫn dính. Rồi, chừng nào đau anh nói nha. Được chưa? Tăng chưa? Ừ. Từ từ. Nữa không? Tăng từ từ lắm rồi. Tăng mạnh lắm á. Mạnh lắm. Mạnh rồi. Đó, chị biết sử dụng chưa? Biết rồi. Hết pin thì chị sạc vô ở dưới này. Ở đây còn miếng này không sử dụng á thì chị sẽ dán vô miếng này để cho dừng. Nhảy tưng nha. Nhảy tưng tưng. Đó. Mỗi ngày thì chị làm 15-20 phút làm thì nó sẽ đã kinh mạch nó sẽ đỡ hơn. Thì ở trong đây nó có những cái miếng này nó dán dùng để dán lưng nè. À. Chị thấy không? Thì chị cũng sẽ gắn hai cái miếng này. Chị đây nè, dây nó gắn lên, chị đè lên vô đây. À. Hiểu không? À. Đó, chị đè vô đây. Ừ. Và chị đè cái này cũng vô đây luôn. Ừ. Đó. Đó thì cái này chị dán vô lưng, gắn lên vô lưng nó có hình hướng dẫn nè chị. Có được không? Thấy không? À. Ở đây nó có hình hướng dẫn. Không có dán. Hiểu không? Rồi cái này mình gỡ ra hả? Ủa đây đâu gỡ được. Vậy là dán luôn. Để em coi cái này em chưa chịu được. Không gỡ được cái gì. Cái này là gì là để vô lại dán hết luôn. Hay chị, không sử dụng nữa thì mình để gì? Gì đây nó để đây hết luôn hả? Dạ. Yeah. À. Đây còn đây là cái miếng đai ở lưng nè. Hiểu không? Chị hiểu không? Chừng nữa mình quấn lại. Có nghĩa mình đặt nó vô lưng. Vô lưng cái mình quấn nó lại. À đúng rồi, quấn cái này lại. Đó. Rồi được chưa? Biết sử dụng không? Biết rồi. Đầu tiên á là chị mở ra ở nút này. Ừ. Em tắt nha. Thấy rồi, chị thấy rồi. Mở ra nút này. Đúng rồi. M là chọn. Ừ. Chọn đến cái nào xong bấm nút này. Ừ. Ha, rồi bấm cộng trừ để giảm xuống. Giảm xuống. Nếu như mà nó không ấy á thì chị bấm ra qua chữ A chữ B cái nó không nhảy á ha. Nhưng mà cái nút này là nút tăng giảm mà chị coi nè. Ha. Ừ. Thấy không? Ừ. Nè bây giờ em tơi nè. Rồi sau đó em giảm nè, đó. Ừ. Em tăng nè. Nó dễ sử dụng, dễ như cái điện thoại. Dây đang ghim hiện giờ là cổng A đó mình để. Đúng rồi. Không được thì mình bấm sang cổng B. Đây là phần quà của gia đình của cô chú là cô My ở Mỹ á gửi cho mình. Ừ, em không? Ừ. Em. Bớt chưa? Nó giật đến cái gân của mình giật luôn á. Đúng rồi, giật tặc 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 chứ. Phải nó rất mạnh luôn á chị. Mạnh lắm. Em không anh? Nó thấy cái tay anh hết giống hồi nãy rồi kìa. Em. Rồi cái này để sử dụng, không sử dụng nữa thì mình dán vô đây nha. Ừ. Ở đây còn mấy miếng đây nữa nè. Ừ. Chị thấy không? Chị biết
Tại cái này là em tháo ra em sử dụng trước để em biết, để em có thể hướng dẫn cho chị. Chứ bình thường em cũng mới gặp cái máy này lần đầu tiên. Đúng rồi. Chứ em không hướng dẫn là chị sẽ rất là khó. Rồi để mình nói đi chị. Hay là để cái máy để đó. để cho ông cầm máy này cho ông giật. Gắn chỗ khác không hay là để đó luôn? Để đi chút nó gắn cái gì? Anh gắn sao? Em đưa ông cầm máy em đưa rất bể. Hôm trước em làm thử rồi em có cho ba mẹ em thử một miếng thì ba mẹ nói là cái máy này sử dụng rất là ok. Rất là tốt luôn. Nó đỡ cho việc mình chăm cứu rồi đã thông kinh mạch cho mình đó. Thì nói chung là hôm nay em với Đạt có đến đây đó. Mục đích thứ nhất là thay mặt cho cho cô My gửi cho gia đình của mình cái phần quà này. Mục đích thứ hai là thăm lại Tú để thay mặt tất cả các cô chú là mạnh thường quân á đã hỗ trợ mình từ trước đến thời điểm này để biết cô chú có thể nắm bắt được cái tình hình của mình vào thời điểm hiện tại. Thì chắc có lẽ là em sẽ dành thời gian cho Tú tại ăn sáng cũng còn đang dang dở cả. Thì bây giờ chị có muốn nói lời nào với lại tất cả cô chú mạnh thường quân nói chung cũng như là phần quà của cô My hôm nay nó ghi không? Chị muốn cảm ơn cô My gửi phần quà cho Tú với chồng chị. Chị cảm ơn cô với cảm ơn từ trước đến nay mạnh thường quân với cô chú bác gì đó mà có phần quà cho chị gì đó. Dạ. Giúp đỡ chị diễn mang ơn nhiều lắm chứ chị không biết nói gì chứ. Mỗi gia đình có mỗi cái khó khăn khác nhau và những cái cảnh đời nó khác nhau và các anh em sẽ chia sẻ những cái đoạn clip như thế này để cô bác quý anh chị có thể chung tay. Và đặc biệt thì đoạn đường cũng khá là xa thì cô bác quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại thì Bùi Hồ ghi ở cái phần bình luận á, có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của chị để mà có thể hỗ trợ cho chị. Ngày hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ trong suốt đoạn đường dài vừa qua và cũng chân thành cảm ơn cô My đã hỗ trợ cho gia đình của Tú có những cái phần quà mà nó vô cùng thiết thực và ý nghĩa như thế này. Còn bây giờ chắc có lẽ là hai anh em xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Dạ, yeah, xin chào.